Chào cả nhà, hôm nay mình đọc chương thiết kế cuộc đời của Tony. Thực ra thì thiết kế cuộc đời thì cái chương này nó chia hai phần. Phần đầu tiên về viết về mỗi người tìm được cái sứ mệnh cuộc đời mình, và phần hai là phần lên kế hoạch. Tony dạy chúng ta cách lên kế hoạch dài hạn, trong 10 năm tới mình là ai, muốn trở thành ai. Và sau khi bóc tách được 10, kế hoạch 10 năm á, thì mình sẽ bóc tách ra thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 5 năm lần thứ hai. Thì ra với cá nhân mình đây là thực sự để xác nhận được xác minh được sứ mạng cuộc đời mình là gì, trong 10 năm tới mình muốn trở thành ai ấy. Thì có lẽ mình mong muốn, có lẽ mình cũng chưa nghĩ quá kỹ sự mãnh liệt. Khi đọc sách mình tự đặt câu hỏi, nếu mình muốn trở thành ai thì mình mong muốn trở thành nhà đầu tư, có tiềm lực tài chính và tự do tài chính. Và để làm được điều đó thì mình mong muốn là trong 5 năm tới là Cityland nó sẽ là một bước đà để cho mình phát triển bản thân, tăng thêm thu nhập, dòng tiền, tích lũy vốn đó. Thực ra thì các bạn ạ, để mà thực sự có một cái nói nhà nhỉ, Tony có nói đấy là sứ mệnh cuộc đời ấy, thì không phải ai cũng đủ kiên trì để theo đuổi một cái sứ mệnh của mình. Với bạn này thì rất còn nói, vì mình cũng thực sự chưa chắc chắn về mục tiêu này. Mình chỉ nghĩ khi đọc cái quyển sách là mình muốn trở thành ai thôi, chưa thực sự nghĩ kỹ. Nhưng mà liên tưởng công việc của chúng ta ấy, thì mình liên tưởng đến cái con đường 5 năm sắp tới của IPO công ty, thì mình có liên tưởng đến cái kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của mình, là mình mong muốn trở thành ai trong 5 năm tới. Có lẽ Thailand thì mình mong muốn phát triển bản thân mình nhiều hơn, có thể giúp đỡ anh em mình nhiều hơn này, lên những vị trí cao hơn chẳng hạn, đúng không? Ví dụ công ty lớn hơn rồi, lên tập đoàn thì có những vị trí mới như giám đốc kinh doanh hay là phó phòng kinh doanh gì đó chẳng hạn, đúng không? Giám đốc kinh doanh để phụ trách một bộ phận nào của kinh doanh của công ty, tùy theo cái tương lai phát triển của công ty mà cần sự đóng góp chung tay của tất cả các anh em. Hôm nay nói thực sự không được tự tin lắm, bởi vì cái chương này mình đang rất là mông lung về việc lập kế hoạch cuộc đời á. Mình cũng đã từng làm vài nhiều lần nhưng chưa làm quyết liệt và triệt để cả. Thì phải đúc kết lại sau cái chương này là mình sẽ ngồi lại một lần, viết những kế hoạch của mình trong năm 2020 mà lại một cách rõ ràng. Anh Tiền nói mình cái rất là hay, đấy là nên dành 10% ở các khoa của họ hay dạy là nên dành 10% thu nhập của mình trong một tháng để tận hưởng cuộc sống, hưởng thụ một chút để có thể có động lực kiếm tiền nhiều hơn. Có lẽ đó một cái mình sẽ cho vào trong cái kế hoạch cuộc sống của mình trong năm nay, và mình sẽ biết coi cho 5 năm tới ở Cityland này. Vì thực ra khi mà đã xác định ngồi cùng con thuyền IPO với anh em thì chặng đường mình xác định đi của anh em sẽ là 5 năm, 6 năm hay 10 năm, chứ không phải chỉ là 1-2 năm như trước đây. Đó. Cảm ơn anh em đã lắng nghe.